Tây Ninh là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, nhiều thế mạnh về nông nghiệp, thực phẩm, du lịch, dịch vụ. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã có những hướng đi, cách làm đổi mới sáng tạo, linh hoạt để đưa ra thị trường nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và định hướng xuất khẩu. Cùng với việc đồng hành hỗ trợ nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, các cấp ngành chuyên môn của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá giới thiệu sản phẩm, góp phần đưa nông sản, các sản phẩm ngành chăn nuôi của địa phương vươn xa. Trong lĩnh vực trồng trọt, chỉ tính từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi khoảng 8.000 hecta cây trồng kém hiệu quả sang cây ăn quả, nâng lũy kế tổng số diện tích cây trồng đã chuyển đổi toàn tỉnh đạt khoảng 41.000 hecta, gia tăng giá trị sản phẩm thu được trên 1 hecta trồng trọt đạt 109 triệu đồng một năm. Trong lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh, tiếp tục chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi công nghiệp, trang trại gắn với an toàn sinh học. Hiện nay, toàn tỉnh có 627 trang trại chăn nuôi gia súc, 107 trang trại chăn nuôi gia cầm, tăng 12,6% so với năm 2020. Với quy mô chăn nuôi đạt trên 10 triệu con gia súc gia cầm, về thủy sản, tỉnh duy trì diện tích vùng nuôi 570 hectare, sản lượng đạt trên 14.000 tấn thủy sản một năm. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 11 Đảng Bộ Tỉnh, Tây Ninh đã triển khai thực hiện 39 mô hình khuyến nông với kinh phí 6,6 tỷ đồng. Thông qua các mô hình khuyến nông, tỉnh đã thực hiện chuyển giao các giải pháp về khoa học công nghệ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân. Ngoài ra, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc Kibus cho 180 tổ chức cá nhân có diện tích 805 hectare, lũy kế từ năm 2019 đến nay, hỗ trợ tổng diện tích hơn 1.700 hectare cây ăn quả, cấp 50.000 tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện nay, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những chương trình trọng tâm đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hướng đến năm 2030, toàn tỉnh có 22 vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao với diện tích hơn 10.000 hectare. Chúng ta đang định hướng ít nhất là có 22 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 15-20.000 hectare để làm gọi là cái chủ lực thúc đẩy cái nền nông nghiệp chúng ta nó phát triển theo. Hay là chúng tôi đang quy hoạch một cái vùng khoảng 1.900 hectare của huyện Tân Châu chuyên làm nông nghiệp công nghệ cao, sẽ mời gọi các nhà đầu tư vào đây để làm. Và để làm sao đó chúng ta tăng cái tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao từ khoảng lên 40% vào năm 25 tới ngay năm sau thôi, và khoảng 50% vào năm 2030. Và chất lượng tiêu chuẩn hàng hóa để phục vụ chế biến xuất khẩu tăng giá trị lên. Với việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ tạo ra nông sản an toàn, chất lượng không chỉ là xu hướng mà còn là tiêu chí cốt lõi để xuất khẩu. Xã Bầu Đồng, huyện Gò Dầu được xem là thủ phủ trồng sầu riêng tại Tây Ninh, với diện tích lên tới 1.500 hectare. Để nâng tầm giá trị nông sản và đầu ra ổn định, nhiều nông dân chủ động thay đổi phương thức sản xuất, bảo đảm sản phẩm đạt chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, nhiều vườn đã được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và hướng đến xuất khẩu tại thị trường châu Âu. Sản phẩm sầu riêng của hợp tác xã ở Bầu Đồng đó, thì 120 hecta đã toàn bộ là được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thì toàn bộ những cái sản phẩm đó cũng đã được ký liên kết để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Thì qua đó thì cái giá thành sầu riêng năm nay á, thì nó đạt được cái giá khá cao so với lại những năm trước. Trong quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Tây Ninh cũng xác định phát triển ngành nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để mở rộng thị trường, nâng cao hiệu suất và lợi nhuận thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa, tự động hóa, tinh học hóa, số hóa và kinh tế tuần hoàn. Tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh trở thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn, gắn sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt ứng dụng công nghệ cao trong tất cả các khâu, công đoạn, từ giống, trồng trọt, thu hoạch, bảo quản, chế biến,
gắn với hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành trong đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế với các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường nhằm tháo gỡ các rào cản thương mại, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu. Để hiện thực hóa những mục tiêu đề ra, hiện nay tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ về hạ tầng, ứng dụng công nghệ số như phần mềm truy xuất nguồn gốc cây trồng, vật nuôi, tem truy xuất nguồn gốc, giám sát và hỗ trợ đăng ký mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sản phẩm. Chúng tôi thực hiện việc thông tin tuyên truyền về các cái chính sách chủ trương lớn về cơ cấu tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh và đề án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh để người nông dân biết nắm và hiểu nắm đầy đủ các cái thông tin và lựa chọn biết được cái lợi thế tiềm năng để sản xuất và chăn nuôi các cái cây trồng đúng với định hướng của tỉnh. Đặc biệt là trong thời gian qua chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp trong việc triển khai các cái chính sách nông nghiệp thông qua các cái buổi từ quy mô bằng các cái hình thức thích hợp từ quy mô cấp tỉnh đến cơ sở để đảm bảo cán bộ hội viên nông dân đều nắm bắt đầy đủ các cái nội dung của tỉnh. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, Tây Ninh sẽ phát huy tiềm năng lợi thế các vùng sinh thái để phát triển chăn nuôi toàn diện, hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn sinh học, dịch bệnh, môi trường, an toàn thực phẩm. Hình thành các vùng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào chăn nuôi gắn với chế biến và ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong nước, quốc tế, đáp ứng thị trường xuất khẩu. Để thực hiện mục tiêu này, Tây Ninh đã nỗ lực kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm. Từ năm 2016 đến nay, tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không xảy ra dịch cúm gia cầm. Toàn tỉnh có 71 cơ sở an toàn dịch bệnh và 17 vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm, Newcastle, lở mồm long móng trên bò. Đây được xem là bước đi quan trọng phục vụ cho định hướng xuất khẩu sản phẩm từ chăn nuôi. Ứng dụng công nghệ cao trong cái vùng an toàn dịch bệnh này sẽ là cái nền tảng để chúng ta phát triển giá trị của ngành nông nghiệp, cũng như là chúng ta sẽ có một cái sản phẩm đảm bảo an toàn cho thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu. Đặc biệt, để phục vụ thị trường xuất khẩu, năm 2023, Cục Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn một số tỉnh, trong đó có tỉnh Tây Ninh, đã ký thỏa thuận phối hợp tổ chức xây dựng chuỗi sản xuất thịt gà an toàn giai đoạn 2023-2028. Lộ trình đến tháng 12 năm 2025 sẽ hoàn thiện và được nước nhập khẩu chấp nhận chuỗi sản xuất thịt gà an toàn dịch bệnh. Toàn bộ cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến thịt gà bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và được chứng nhận HACCP Global Gap ISO 22000 Hà Lan, một thị trường tiềm năng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Ngoài ra, Tây Ninh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh trong những năm tiếp theo, đồng thời tăng cường triển khai thực hiện đề án, tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Hà Lan Việt Nam đến năm 2030. Tây Ninh thì ngoài cái điều kiện về địa lý, ngoài điều kiện về môi trường khí hậu, thì mà chúng tôi đánh giá một là cái sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, chính quyền các cấp rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Cái thứ hai là đã có rõ ràng như cụ thể như thế thì có chiến lược cũng như kế hoạch phát triển chăn nuôi, hình thành các cái chuỗi các cái vùng chăn nuôi công nghệ cao, giảm phát thải khí, giảm phát thải và đảm bảo an toàn dịch bệnh. Như vậy, một sẽ giúp cho Tây Ninh phát triển cái đàn gia súc gia cầm rất là bền vững. Hai là cung ứng các sản phẩm cho chính người dân tỉnh Tây Ninh cũng như của cả nước là chất lượng cao, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Cái thứ ba là hoàn toàn đáp ứng được cái tiêu chuẩn, các tiêu chí để đẩy mạnh xuất khẩu các cái sản phẩm chăn nuôi của tỉnh Tây Ninh, qua đó là nâng cao cái giá trị gia tăng của ngành chăn nuôi, giúp cho người chăn nuôi cũng như các doanh nghiệp đầu tư về chăn nuôi sẽ có nhiều cái lợi thế. Để tiếp tục phát huy những đặc trưng, lợi thế có sẵn của địa phương và đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nước nhập khẩu, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục quan tâm tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng, bảo đảm yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Đổi mới cách làm, xúc tiến đầu tư thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, giảm chi phí, hạ giá thành thông qua phát triển hạ tầng cơ sở và logistics và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
đồng thời đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số và quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phù hợp ngang tầm yêu cầu phát triển. Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa của tỉnh tại các nước Mỹ, EU, Anh Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.